Có thể cho mình biết đầu tiên là thu âm là cái gì? Các bạn nào trả lời được cho mình không? Rồi có anh chị nào có cái câu hỏi trả lời khác không? Anh Phúc bây giờ thấy cũng hát thu âm lại nhiều lắm nè, post là nhiều Facebook tùm lum nè. Ghi âm rồi, anh Phúc có hình dung việc thu âm là như thế nào? Đúng rồi. Còn ai có câu trả lời khác nữa không? Rồi. Rồi câu thứ hai ha, theo mọi người á, cái việc ghi âm, cái việc thu âm này nó cần làm ở đâu và nó các bạn đã va chạm nó hồi trước tới giờ chưa? Bảo, hồi giờ Bảo có thu âm chưa? À, mình thu âm ở đâu? Thu ngoài đường là thu làm sao? Đúng rồi. Rồi anh, bây giờ anh có thu âm lần nào chưa? Chưa hả? Hồi giờ anh có đi chơi rồi á, anh có quay phim lại không? Đó là thu âm đó các bạn. Được không? Cái việc thu âm nếu mà mình nói một cách là nó ghê gớm như vậy, nhưng mà thực tế là các bạn đã, mình có thể nói là 90% các bạn đã va chạm rồi. Nó có thể là các bạn cầm cái điện thoại ấy, nó cái app thu âm á, các bạn thu vào thì nó cũng là thu âm. Các bạn cầm điện thoại, các bạn quay phim, đi chơi, quay phim lại có âm thanh trong đó, nó cũng là thu âm. Hoặc là hồi nhỏ mà mấy bạn hay có mấy cassette đó, theo kiểu mà tự sướng mà mình hát, mình nói vô trong mấy cassette thì nó cũng là thu âm luôn. Các bạn nghe điện thoại, các bạn thu lại cái cuộc hội thoại đó cũng là thu âm luôn. Như vậy á, thu âm á, là nó là một cái việc mà rất là đơn giản, là bằng cách là người ta sẽ lưu trữ lại cái âm thanh mà mình, mà âm thanh của các bạn nói ra, hoặc là âm thanh môi trường, hoặc là một cái tiếng gì đó vào một cái thiết bị nào đó, và các bạn có thể nghe lại được, các bạn có thể playback lại được, thì vấn đề đâu là thu âm ha. Thì nhưng mà các bạn biết ấy, khi mà các bạn thu âm bằng điện thoại nè, thu âm bằng mấy cassette nè, hoặc là thu âm bằng những cái thiết bị đơn giản, thì cái việc mà các bạn edit lại nó, các bạn chỉnh sửa đó, thì nó như thế nào ta? Nó rất là khó đúng không? Nó rất là, các bạn chỉ có nhiều nhất là cách ghép lại thôi, chứ không có làm được gì hơn nữa. Nhưng mà đối với trong phòng thu ấy, là ở trong cái việc mà để mà ra một cái sản phẩm, hoặc là ra một cái final mà nó chất lượng ấy, thì người ta cần nhiều hơn thế nữa. Thay vì người ta cần dùng cái điện thoại, người ta thu âm đi, thì cái micro điện thoại nó có thể là nó chưa đủ cái chất lượng, thì người ta sẽ có thể dùng cái mic này, hoặc là dùng những cái mic chuyên dụng thu âm như thế này để mà người ta thu, là cái mức độ về chất lượng của nó thu vào nó sẽ chi tiết hơn, nó sẽ đúng âm thanh của các bạn hơn, đúng không? Thì rõ ràng bây giờ các bạn, nếu mà các bạn cầm một cái máy cassette các bạn thu vô, hoặc là cầm một cái điện thoại thu vô, nó sẽ không chất lượng bằng một cái bộ thu âm thu, đúng không? Thì các bạn cứ nói đơn giản là thu âm là cái việc thu lại âm thanh, nhưng mà để cái việc chất lượng hay không, để mình có thể can thiệp hậu kỳ nhiều hay không, là nó sẽ phụ thuộc vào thiết bị của các bạn, nó sẽ phụ thuộc vào những cái phần mềm mà các bạn xài, được ha? Nói như vậy, rồi bây giờ mình có một câu hỏi nữa. Nếu như vậy, các bạn có thể dùng một cái điện thoại, các bạn thu âm thanh lại và nó có thể ra một bài hát được không? Các bạn có thể dùng cái suột đó để mà làm ra một cái bài hát được không? Được, đúng không? Bởi vì nó cũng là cái tiếng của mình mà, nhưng mà có thể là nó chất lượng nó sẽ không tốt. Đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ đi qua một vài thiết bị mà mình, các bạn, đầu tiên mình sẽ dùng những cái thiết bị nào mà có thể xài máy tính được. Và hiện nay, cách đây tầm 1-2 năm hiện nay thì bắt đầu người ta có một cái xu hướng là người ta sẽ thu âm, người ta sẽ edit bằng chính cái smartphone, cái điện thoại hay là iPad của các bạn luôn. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ đi qua về máy tính trước ha.